bữa nay mình luộc rồi mà hả chị? Luộc sơ với sáng em. À. Vậy vậy em làm cho kịp. Dạ. Qua đổ là anh chị vô vàng luôn. Đó quá trời luôn, nó chèn rồi. Đó, thịt chỉ như thịt trong ngày không à. Dạ. Tại vì sáng chị phải làm trước nó đẹp. Ừ. Xong rồi mình bỏ tủ lạnh, xong rồi cái chiều mình bán cái mình bỏ ra tiếp. Quá trời luôn. Cái nào nó nhanh mềm mình vớt ra trước hả chị? Ừ em. Còn cái nào mình vớt sau cùng vậy chị? Thì con thấy chị làm sao thì con quay vậy đi. Rồi chứ hỏi giờ chị không có được trả lời. À. Đó. Lưỡi. Wow. Đó bên kia. Lát nữa mình có nấu thêm không chị hay là nhiêu đây thôi? Một nồi nữa em. À. Mỗi ngày chị Phượng bán hai. Tối còn mấy giờ mình hết chị? Cái tối đâu có biết giờ được em. À. Tối giờ sáng là 9 giờ sáng chị có. Con ngày chị bán hai cử lần hả? Bán con cử rồi chị nấu suốt luôn á. À. Giờ nào lại bắt đầu 9 giờ ra là giờ nào lại cũng có cám nha á. À. Em hiểu rồi. Rồi cái nồi. Quá trời. 9 giờ sáng bán rồi nha các bạn chứ không phải là 4 giờ chiều đâu. Chị ai giúp nữa em quay. Ừ, đó. À, ngoài lòng mình như có thịt. Thịt nữa nha cô chú anh chị. Ăn tô cháo cảm giác sao được không? Ngon. Em anh thích cái huyết này nè. Cái huyết này nè chị làm nó ngon. Cái huyết mà mình xử lý nó không tốt á, ăn ở trong nó có mùi hôi á chị. Quá trời luôn. Mình vớt cái này ra xong mình nấu cái liền luôn hay sao chị? Nhìn đã cô chú anh chị. Đó chị Phượng. Quán này bán từ 9 giờ sáng rồi nha cô chú anh chị. Cái phèo non này mà mình làm không kỹ là nó bị đắng không? Ừ, này chị bán phèo chung không à? Hả? Chị bán phèo chung không bán phèo non. À. Chị bán phèo chung không màu phèo ngang á.
Dạ. Thì mình có sao mình nói vậy? Đồ chung là sao chị? Phèo chung á, phèo ngang, phèo... Phèo chung hả? Đồ can á. À. Như nè. Chứ không phải phèo non. Phèo chung. Chị không bán vô trường hả? Không em. Mắc hả? Nay mình bắt thời gian bán vô trường không có ai. Chào cô chú các bạn trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Dấu Yêu nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cô chú anh chị một quán cháo lòng. Quán này là cháo lòng chị Phượng ở số 658 đường 652 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Châu Đốc đó nha cô chú anh chị. Đó, quán này là chị sẽ mở bán buổi chiều 4 giờ chiều cho tới tối luôn. Thấy chồng tô là thấy uy tín rồi. Em ở bên Sài Gòn Dấu Yêu á chị, em hay quay đồ ăn. Quá trời luôn. Một lát nữa mình mới vớt cái kia ra hả chị? Dạ. Cháo lòng ở đây mình bán nhiêu tô chị? 22 ngàn hả? Em ăn 23 ngàn được không? Đó. Ồ, rảnh tay là chị vô bịch sẵn vậy đó hả? Đó, nồi cháo nè. Cháo thường là nó có huyết, thành ra nó màu xám xám vậy cho chú anh chị. Đây là chị mới vừa dọn ra luôn á các bạn. Mình bán ở đây lâu chưa chị? À. Đó, quá trời ngon luôn. Ở đây là chị chụm củi nha các bạn. Chụm than. Than hả? Có cái nồi này chứ chụm củi chút xíu à. À. Dạ. Chị đi làm cho em tô ăn đi chị, em thấy là em đói bụng quá luôn rồi đó. Đừng có bỏ hành cho em nha. Lấy em phèo, gan với lại tim đi. Ba thứ rồi ha. Lấy em 30 luôn đi. Nhiều gan. Ở đây cũng dễ tìm lắm cô chú anh chị, nó nằm ngay ngã tư này. Ngã tư gì vậy chị? À, ngã tư cầu Châu Đốc nha các bạn. Đừng có bỏ hành nha chị. Dạ được. Mình sẽ ăn nha cô chú anh chị, mình kêu tô 30 luôn. Đó. Ủa lúc nào mình cũng làm cho cái nồi này nó đầy vậy đó hả chị? Ừ. Nhìn đã không cô chú anh chị? Mấy bọc không? Khoảng một cháo rồi. Đầy đủ ha. Đầy đủ nhưng mà để giá thôi. Để giá thôi hả? Ở đây chị hay một cái là chị bán để hành riêng, ngò riêng. Chứ không cho những người mà không biết ăn hành như mình thì sẽ ăn được ngò. Là xưa giờ mình để dày không á hả chị? Ừ. Cũng hay. Ở trên kia người ta trộn lại hết trơn. Trộn lại sao em? Trộn á, trộn á.
trộn hành với ngò lại á. Cái lúc mà nông nhàn vắng khách là chị Phượng chị sẽ làm vô bịch trước vậy nè cô chú anh chị. À, dưới đây ăn hơi lạ ha, ăn cháo bỏ bún vô nữa ha, bún rồi bánh phủ phải rồi bánh mì nữa à. Ai muốn ăn canh thì chắc đem thêm một phần mà không để phải. Cái nồi cháo của chị lúc nào nó cũng đầy vậy nè nha cô chú anh chị, chứ chị không có để mà nó vơi rồi mới bỏ vô. Hồi xưa chắc chừng mấy ngàn rồi hả chị? 20. Chị mới lên thôi. Hồi xưa nữa. Xưa nữa là chị bắt 12 ngàn tô. 12 hả? 12 cái lên 15. À. Đã cô chú anh chị. Cái nồi cái mâm lòng mà như cái núi luôn, cao như cái núi luôn. Ồ, xe hơi đồ khách nơi tới ăn của chị nhiều quá ha. Đi chùa quá cô chú anh chị. Về
Ở đây không có bán má heo nha các bạn. Hai hộp mang về. Dưới đây người ta ăn bún mà các bạn. Cái xe đó nó chạy ghê. Ở đây nhà mình luôn á hả chị? Dạ mướn em ơi. Mướn hả? Dạ mướn. Là hồi xưa giờ ở đây luôn á hả? Cho cháu quậy 4.000. Cho em 24. Không biết đánh chị rồi, xây qua rồi là chị quên vậy. Rằm mình có bán không chị Phượng? Hả? Rằm á, mùng 1 á. Ngày nào cũng bán chứ không nghỉ ngày nào hết chứ. À. Ừ, chị đâu nghỉ ngày nào đâu. Không có nghỉ ngày nào nha các bạn. Bật trước như vậy.
ta có đầu lo đâu dùng không? Ngày nào chị Phượng cũng bán hết á nha cô chú anh chị. Rằm mùng 1 cũng bán luôn. Lo luôn hả? Kim lo luôn. Không gan. Vì nóng. Chú tới đón con chú ơi. Tới tới đón con chú. Dạ dạ, cháu Long Phượng ấy ha. Ở dưới đây là đi đâu vậy chị? Long Xuyên. Long Xuyên hả? Còn bên đây là Châu Đốc. Bên đây Châu Đốc cầu. Bên đây cầu Châu Đốc. Dạ. Hai phần.
quay mà lên mạng mà người ta bình luận á, chị có buồn không? Có biết coi đâu bình luận, ai bình luận cả người ta. Có vô mấy nó coi đâu đi. Thì YouTube mà chị cũng không biết coi luôn hả? Coi lắm. Rồi chứ người ta quay chị lên rồi sao? Mấy đứa con coi không à. À. Rồi ta bình luận cả người ta đi, biết sao giờ. Phải có người chơi người khen. Dạ. Chứ không phải ai khen mình đó. Người ta khen mình là mình thánh rồi đó ha. Tại vì nhiều cô chú á ngại người ta nói cái ngại á. Có gì đâu em ơi. Ai thích nói chơi nói vậy. Ở dưới Long Xuyên, ở dưới Châu Đốc này thì chưa có ráp xe ôm. Ráp á, xe ôm công nghệ á, mình đặt ở trên ứng dụng là người ta tới chở mình đi luôn. Không giống Sài Gòn, ở bên Long Xuyên thì có. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Sài Gòn Chú Yêu nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ. À.